Chào các bạn, mình là Huy, đến từ Hezon. Và lần nữa mình sẽ quay lại các bạn về việc series các trải nghiệm sản phẩm của mình. Và hôm nay nhân vật chính sẽ là Hanefuku Quicksand. Bây giờ mình sẽ đi về thiết kế sản phẩm Hanefuku Quicksand. Thì với hộp nhựa và nắp được làm bằng nhôm, thì các thông tin sản phẩm được ghi rất rõ ở mặt trước, đó là trọng lượng sẽ là 2 ounce, tương đương 56g, độ giữ nếp 2 hâu và độ bóng sẽ ở mức dry matte finish. Và thêm vào đó, các bạn có thể thấy ở góc rất là bé, đó là hạn sử dụng sẽ là tính là 12 tháng kể từ sau khi mở nắp. Các bạn có thể thấy chất của Hanefuku Quicksand sẽ là có màu xám và khá là bơ. Ok, scoop out vô cùng dễ dàng, vô cùng cream. Đánh ra tay rất dễ và tạo ra một lớp dầu mỏng. Đánh chi sẽ hoàn toàn tan hết lên tay và cảm thấy độ sạn của dry shampoo trên tay, với sự bóng nhẹ. Ok, vậy là mình đã vừa đi xả tóc xong, bây giờ mình sẽ sử dụng sản phẩm này như mọi khi, và một sản phẩm apply cái tóc ẩm luôn. Ok, như bạn nhìn thấy đây là tóc mình sau khi sử dụng một lượng, mình có thể nói là hơi nhiều so với mọi khi của mình. Thì bây giờ mình sẽ lấy một lượng finish và ít hơn. Vâng, và đây là tóc mình sau khi đã finish. Đây, các bạn có thể thấy. Và đây là tóc mình sau khi đã sử dụng hoàn thành Hanefuku Quicksand. Thì mình thấy đây là một sản phẩm hoàn toàn đúng tiêu đề nó. Ví dụ như trên nắp ghi là 2 hâu và matte finish, có nghĩa là sản phẩm có độ giữ nếp khá là cao. Đây các bạn thể nhìn, độ phồng, độ volume tóc mình rất là cao. Thêm vào đấy là sự texture, sự rõ nét của các lọn tóc. Đây, hoàn toàn đúng như nhà sản xuất. Thì mình có thể nói vì một phần chất của Hanefuku Quicksand là có dry shampoo. Vì thế nó sẽ giúp bạn hút dầu, và đặc biệt là thích hợp với đặc khí hậu Việt Nam, giúp các bạn tóc không có quá nhiều dầu và không bị ẩm tóc. Thêm vào đó thì đây là Quicksand, thì mình nói chung là đa số người Việt Nam dùng đều có thể cảm nhận. Nếu các bạn tóc mà tầm mỏng và trung bình mỏng thì thấy rõ ràng vấn đề đấy là Quicksand giúp các bạn tăng cái độ dày của tóc lên, vì tóc các bạn là cái trạng thái gần như là khô nhất rồi, cho nên là các bạn luôn luôn thấy tóc mình khá là dày so với các sản phẩm sáp khác. Ngoài ra cái độ nhẹ của nó nữa thì nó sẽ hướng đến đối tượng khách, đó là những người tóc tầm mỏng hoặc trung bình mỏng với độ giữ nếp nhẹ nhàng và hoàn toàn thỏa mãn hai hâu như này, thì nó sẽ không thích hợp với các bạn tóc nào mà ở mức độ tầm độ dày hay tóc của mình có trọng lượng quá nặng. Các bạn tóc dày cũng có thể là đối tượng sẽ không phù hợp hoàn toàn với sản phẩm này. Và thêm vào đó nữa, đấy là các bạn cần lưu ý một phần, đó là vấn đề gội rửa sản phẩm. Vì một phần chính sản phẩm này là dry shampoo và nó có chất clay, ngoài ra thêm nữa là thành phần nó có dầu, cho nên là về vấn đề gội rửa, bạn sẽ cần phải gội rửa khá kỹ về cái tóc để tránh được rụng tóc. Vậy là mình đã nói xong cái phần trải nghiệm của mình về sản phẩm Hanefuku Quicksand, và sau đây mình sẽ đưa ra các ưu điểm khuyết điểm sản phẩm. Về ưu điểm, sản phẩm hoàn toàn dễ lấy vì nó có gốc cream, hoàn toàn dễ đánh tan trên tay và apply vào tóc không để lại cặn dư trên tay. Đây là một ưu điểm. Ưu điểm thứ hai, mức độ hai hâu cũng nghĩa là độ giữ nếp cao này, matte finish, độ bóng tự nhiên, cho nên là sẽ phù hợp với đa số đối tượng sử dụng. Bạn đi học hay là đi làm thì tóc bạn luôn ở mức độ khô ráo nhất, không bị bóng và tránh để đến nhìn. Còn về mùi hương của Quicksand thì mình thấy nó khá là trung tính, thì coi như ưu điểm này mình sẽ không tính là ưu điểm nữa. Ngoài ra có một ưu điểm cuối cùng, đấy là như mình vừa nói ban nãy, sản phẩm này có dry shampoo, có nghĩa là dầu gội khô, chính vì thế nó giúp tóc bạn không bị dầu. Thêm vào đó là nó sẽ làm tóc bạn trông dày lên so với các sản phẩm khác. Và qua phần ưu điểm đấy thì mình không thể bỏ sót vào khuyết điểm. Và những khuyết điểm mình nhận thấy dễ dàng của sản phẩm Hanefuku Quicksand, đó là sản phẩm này khá khô, cho nên các bạn phải sử dụng hết sức cẩn thận. Mình dùng sản phẩm vừa là pre vừa là finish, nhưng bạn phải để ý nhiệt độ khi bạn sử dụng. Đó là sản phẩm này có dry shampoo và nó còn là clay, cho nên khi bạn sấy mà bạn sấy nhiệt độ khá là nóng vào da đầu của bạn hoặc là nóng quá thì nó rất dễ gây đến việc gãy chân tóc hoặc là làm tóc bạn khô đi kèm với cả da đầu nữa. Cho nên bạn sấy ở mức nhiệt vừa phải và đừng sấy khô quá, sản phẩm đã quá khô rồi. Thêm vào đó nữa,
thì các bạn thể thấy là các sản phẩm này, nếu mà đối với các bạn tóc mà không có dầu hay là tóc nó bị quá khô thì dùng sản phẩm này sẽ rất dễ gây hư hại tóc, vì bản chất nó là clay và hút dầu nên tóc bạn đã khô còn khô hơn nữa và còn dễ gãy rụng hơn. Về vấn đề gội rửa, vì bản chất là một con clay và có tính dầu nên các bạn phải cần rất là chú ý về vấn đề gội rửa. Ví dụ như khi các bạn gội thì bạn nên gội một lần xả và đảm bảo lượng build up ở trên tóc xuống dưới 10%, vì nếu các bạn dùng một thời gian dài với quicksand thì bạn gội rửa không kỹ, không gội sạch chân tóc thì rất dễ gây hiện tượng bạn thấy tóc rụng đi, tóc dễ gãy hơn, và việc này hoàn toàn đúng theo các bạn nghĩ là do sản phẩm Hanifu quicksand và cách gội rửa của bạn. Vậy là mình đi với các bạn về trải nghiệm của mình về sản phẩm Hanifu quicksand rồi. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi chia sẻ nào đừng ngại comment ở phía dưới, và nếu bạn thích clip này hãy like và share nó, và đừng quên subscribe để đón chờ clip tiếp theo của mình.